Shanks đã tha cho Kid một mạng. Người ta đồn rằng hắn đã nhận mặt với Big Mom và bị thuộc hạ của mụ chặt đứt một tay, sau đó hắn cụp đuôi chạy mất cả quần. Đây là những gì mà Caribou nghe tin đồn về Kid khi anh ta từng xuất hiện tại lãnh thổ của Big Mom để gây náo loạn ở đó trong chapter 928. Kid ngay tức khắc nổi giận ném cái cúc chim xích tí vỡ mặt Caribou vì cãi bậy với Luffy. Ta bị cụt tay là trước khi đó trong một trận chiến với bằng tóc đỏ, chứng tỏ được trước khi đến đảo bánh và bị đánh bại bởi Kaido thì Kid đã chạm trán với Shanks, dẫn đến hiện tới cánh tay trái. Anh ta cũng nói rằng mình đã đả thương một trong số các tư lệnh ngọt của mày lớn, hòng đoạt lại thứ gì đó thuộc về mình. Thế Kid đã mất thứ gì? Và đến nay Kid là người có số má nhất trong số các siêu tân tinh khi đã sớm sâu xét với ba tử hoàng ngồi trừ râu đen. Lo thì vừa rồi mới theo kịp thành tích của Kid là xuyên một kiếm vào bụng của râu đen, chứng tỏ được Kid thật sự rất bá đạo. Thậm chí mới khi là một siêu tân tinh thì anh ta còn bị truy nã cao hơn cả Luffy. Nhưng tại sao Kid lại chạm trán với Shanks? Mục đích của anh ta thật sự là gì? Và Big Mom đã lấy thứ gì của anh ta? Video này mình sẽ cung cấp đến cho anh em một số dữ liệu nhất định về Kid cũng như các phân tích để thấy rõ hơn mục tiêu của Kid khi đặt chân đến hòn đảo tiếp theo là Elbaf. Nhưng mà cũng đừng quên là đăng ký kênh và bình luận dưới video này. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn về sự sợ hãi của Kid dành cho Shanks như thế nào nha. 50.000 thành viên lên thuyền thẳng tiến anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Chapter 1054. Băng của Shanks đến gần bờ biển Wano để cho Marco quá gian trở về lại Phoenix. Họ rất nóng lòng khi có thể gặp lại Luffy, nhưng tất cả đều chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lim Chot đã nói, Kid cũng ở đây phải không? Còn chưa quá lâu kể từ vụ thằng nhãi đó gây hấn với chúng ta. Qua thông tin này chứng tỏ được Kid chỉ tấn công Shanks gần đây chứ chưa phải là quá lâu, khi hắn đủ mạnh và coi trời bằng vùng. Thức tỉnh trái quỷ là một trong số những kỹ năng bá đạo của những người ăn lồi trái cây bị nghiền rũ này. Nó mang đến những năng lực quỷ dị đáng sợ. Kỹ năng trái Jiki Jiki no Mi cho phép hắn điều khiển được từ trường. Nếu như không nhầm thì Kid khiêu chiến bằng tóc đỏ sau khi thức tỉnh, một phần cho thấy được hắn rất tự tin về năng lực từ trường của mình. Bởi khi chiến đấu với những đối thủ sử dụng binh khí kiểu như là kiếm thì Kid là chiếm ưu thế. Băng của Shanks thì có Shanks chơi kiếm và những người khác cũng chơi súng có kim loại ở trong đó. Cũng không ăn trái ác quỷ nên Kid nghĩ rằng chơi gã này ngon. Mong men đến lãnh địa của băng tóc đỏ để khiêu chiến. Nhưng quan trọng là nó ở đâu, lãnh địa băng tóc đỏ ở nơi nào. Đến giờ Oda vẫn chưa tiết lộ liệu có phải là Elbaf nơi mà Kid đang đặt chân đến hay không. Hoặc cũng có thể là Kid đã vô tình chạm mặt với Shanks ở một nơi nào khác chứ không phải là Elbaf. Băng tóc đỏ rất thích chu du, cắm trại khắp mọi nơi và bảo kê một số hòn đảo quan trọng nào đó chưa được biết. Gần nhất là có một hòn đảo mà Bartolomeo đã đến đốt cờ của Shanks để treo cờ bằng mũ rơm. Hành động này chẳng khác nào là khiêu chiến. Rất nhiều người tin rằng Bartolomeo cũng nhận cái kết cực đắng nghét giống như là Kid. Shanks đến và hỏi tay nào đốt cờ đầu đưa ra đây. Chỉ nghe một âm thanh bén ngót cùng với cánh tay rơi xuống mặt đất mà không kịp chảy máu. Đó là đẳng cấp của một tứ hoàng. Nhưng mà trong video này không nói về Bartolomeo nên cho chú em nó ra rìa và tập trung vào trong Kid nào. Chapter 1056. Lobo có 3 kim chỉ nam dẫn đến 3 hướng khác nhau. Lola là người chọn được hướng khác nhất với Kid và Luffy. Nó cũng là hướng ngắn nhất để dẫn đến một nơi nào đó chưa rõ mà dường như tất cả bọn họ sẽ đặt chân đến. Chứng tỏ được Lo có một sự hiểu biết nhất định về nơi này. Nhưng đáng tiếc là đụng độ với râu đen. Và như các video phân tích trước đó của mình thì có thể Lo đã muốn cuộc chiến này xảy ra chăng vì nụ cười nham hiểm của anh ta khi đối mặt với râu đen. Ngược lại với Lo, Kid và Luffy thì chẳng có một chút hiểu biết gì về nơi mà họ sẽ đặt chân đến nên chọn đường giữa. Như Lo đã giải thích thì bọn họ chỉ chọn bừa để dẫn đến việc rút thăm và sau đó Kid đi được hướng đông này, còn Luffy thì đi hướng đông nam đến đảo của chính phủ là Essex. Và dĩ nhiên lẹt vào đây nên hành trình của Luffy sẽ bị chậm chạp hơn so với Kid. Còn Kid là người nhàn rỗi nhất, trong khi Lo đấm nhau túi bụi với râu đen để giành được những tấm hồng phiến. Luffy công đích bỏ chạy trước hải quân và CP0 khi họ nhắm vào trong Vegabond, người mà cậu ta đã hứa bảo vệ và đưa lên thuyền cùng nhau ra khơi. Kid thì em đẹp chu du đến một hòn đảo với những con cá khổng lồ và có sương mù dày đặc. Chính xác thì nơi này là Elbaf, quê hương của những người khổng lồ. Bọn họ cũng cho rằng mình nên đi thám thính tình hình trước khi đặt chân lên trên đảo. Điều này có thật sự dễ dàng như họ nghĩ hay không? Nếu là thuộc địa của tứ hoàng còn lại, Shanks tóc đỏ, điểm này chưa được xác nhận chắc chắn. Nhưng nếu như Shanks muốn bảo kê hòn đảo này thì bắt buộc anh ta phải có được mối liên kết với những người khổng lồ trong một cái sự kiện đặc biệt nào đó. Bởi vì tại một cái thời điểm chưa rõ, Loki, hoàng tử của Elbaf, đã đem lòng yêu Lola, đứa con gái thứ 23 của Big Mom. Và khi này Big Mom tưởng rằng mình sẽ có thể dựa vào đó mà kết minh với những người khổng lồ, số sạch hết một tội lỗi mà mụ đã gây ra trong quá khứ vì đã giết chết anh hùng của Elbaf là Zoro. Bên cạnh đó còn biến Elbaf trở thành đồng minh. Với sức mạnh quân sự từ những người khổng lồ, Big Mom có thể sử dụng lực lượng của họ để dẹp hết ba tứ hoàng còn lại, một mình thống trị biển cả và trở thành hải tặc vĩ đại nhất trong lịch sử. Bởi những người khổng lồ có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đến cả chính quyền thế giới cũng không dám chủ động tấn công vùng đất này. Nhưng nếu Shanks bảo kê Elbaf thì cần xác định lại mốc thời gian, bởi vì Lola được Loki đem lòng yêu và hiện tại nếu tính luôn cả tuổi cộng thêm của cô thì là 26 tuổi. Đối với tình yêu và hôn nhân của gia đình Big Mom thì thường diễn ra khá là sớm. Khoảng 16 tuổi đã được gả đi lấy chồng như cách nào quyết định được gả cho gia tộc Vinsmoke để sở hữu quân đội này. Vậy nên có thể khoảng trong vòng 10 năm trước thì Shanks chưa bắt đầu bảo kê Elbaf, mà trong vòng 10 năm trở lại đây thì rất có thể vì anh ta đã trở thành một tứ hoàng. Đó là một chốt quyết định cho thấy được không có bất kỳ thế lực nào dám đụng đến Shanks, ngoại trừ thằng Kid bố đời không hề biết chuyện đó. Hãy nhớ rằng chính quyền thế giới đã cho phép Shanks xuất hiện tại thánh địa Maidenjoy để thỏa thuận. Có thể do thân phận của Shanks là đặc biệt như các giả thuyết, anh ta là một thiên long nhân được Roger tìm thấy ở biến cố Gophalay trong một cái rương khởi báo. Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác, Shanks có thực lực đáng sợ bậc nhất của One Piece, nó đã khiến cho ngũ Latin e dè nếu như không muốn chọc Shanks nổi giận. Bởi vì nếu Shanks sử dụng quân đội người khổng lồ để tạo nên hỗn loạn thì chính quyền thế giới cũng khó lòng bình ổn nổi. Trong SBS tập 104, có một độc giả hỏi về số lượng thành viên của băng tóc đỏ, dường như đã bị giảm đi trong giai đoạn gần đây, chỉ còn lại một số thành viên chủ lực. Nhưng mà Oda cũng nói rằng băng tóc đỏ có quy mô lớn hơn nhiều, Shanks được gọi là boss với quyền điều hành tất cả tập trung vào trong tay của mình. Ngoài ra, còn có những người điều hành với các đội quân chủ lực rất đông, nó giống với đại hạm đội mũ rơm của Luffy, 5.600 anh em. Điều này như một gợi ý cho thấy được lực lượng của Shanks hùng hậu hơn, đến mức băng tóc đỏ của anh ta được xem là bất bại trong bất kỳ một cuộc chiến nào với các thành viên chủ lực trong giai đoạn gần đây. Dĩ nhiên sự bất bại này sẽ có một mối liên kết khá lớn với đội quân mạnh nhất trên thế giới, chủng tộc người khổng lồ với sức mạnh quân sự đáng sợ của họ. Trong các tập hỏi đáp SBS gần đây, tác giả Oda liên tục tiết lộ thông tin về băng tóc đỏ. Dường như họ đang là những người sẽ trở thành thế lực chủ chốt sau cùng trong trận chiến giành One Piece như là Kaido hay Big Mom, thì mỗi người cũng đều có một tấm hồng phiến. Nhưng quan trọng là Big Mom và Kaido thì đã có hai, tấm thứ ba ở Zoro và tấm thứ tư nếu nằm trong tay của Shanks thật thì anh ta lấy nó từ đâu? Không đâu khác ngồi đảo người cá cả. Nó được đặt vào trong đó từ rất lâu, từ thời điểm mà Roger khám phá ra cho đến khi mà râu trắng bảo kê nơi này. Nhưng giờ thì nó không còn được nhìn thấy ở đảo người cá, chứng tỏ có một khả năng nào đó Shanks đã mang tấm này đến Elbaf. Bởi mọi cuộc chiến hiện tại đang tập trung về nơi này. Thậm chí những thông tin lịch sử Ohara cũng được mang đến đây thông qua sự sống sót của Saul, điều mà cựu đô đốc Aokiji đã chủ đích nhắc đến ở chapter 433 với Nico Robin. Ngoài ra thì tác giả Oda còn cho rằng trận chiến sắp tới sẽ xảy ra giữa hai gã nào đó, mà đây sẽ là một cuộc đại hỗn chiến từ rất nhiều thế lực. Không biết rằng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng mà chúng ta đang có lo đụng độ với râu đen, hải quân Subi0 với băng mũ rơm và Vagaban. Gap cũng đang chuẩn bị đến Hachinosu giải cứu Kobe. Quân cách mạng thì đang lo sốt vó vụ Sabo mất tích cùng với việc cương ma mới được giải cứu khỏi Maidenjoy lại bỗng dưng quay trở lại nơi đó. Shanks cũng nói rằng đã đến lúc mình đoạt lấy One Piece, chỉ có Kid đang thông dòng khám phá Elbaf mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Có vẻ như Kid sẽ gặp rắc rối khi đặt chân lên Elbaf đụng độ với Shanks khi mà cả hai thế lực này đang khá là ranh rỗi. Đây sẽ là một thử thách lớn khác dành cho băng của Kid, bởi vì trước đó từng bại trận dưới tay của Shanks khi bố đời thách thức anh ta. Nguyên nhân xảy ra cuộc xung đột giữa họ là gì thì chưa rõ, nhưng mà Kid tỏ ra khá tôn trọng Shanks sau lần đó. Anh ta không tức giận hay là căm phẫn Shanks như cái cách mà người ta đồn đoán anh ta khi bị thuộc hạ Big Mom chặt đứt mất một cánh tay. Anh ta cũng đang đi tìm người nào đó có vết lửa trên cơ thể. Nó chưa cho biết rõ là có vết bỏng do lửa hay là một hình xăm hình ngọn lửa, nên chúng ta vẫn có sự phân vân nhất định về nhân vật bí ẩn được nhắc đến này. Nếu Shanks có được một cái tầm nhìn tốt về việc Kid sẽ cùng với những siêu tân tinh hạ bờ tứ hoàng Kaido hay Big Mom cho anh ta cơ hội sống sót để làm điều đó thì sao? Nó cũng chính là nguyên nhân Kid giữ lại được cái mạng của mình sau khi đối mặt với băng tóc đỏ. Hành động giải dột của anh ta chỉ đổi lấy một cánh tay trái bị mất như một lời cảnh tỉnh. Nó đã khiến cho Kid thay đổi suy nghĩ của mình trong việc đánh bại tứ hoàng, còn phải tăng cường sức mạnh thêm nữa thì mới có thể làm được. Giờ thì khi mà đặt chân lên Elbaf gặp Shanks ở đó coi như là xong. Kid cũng có haki bá vương nên sẽ không chịu khuất phục, nhưng mà điều đó không giúp cho anh ta giành chiến thắng được trước Shanks. Giống như Lola đang phải đối mặt với râu đen thì lần này Kid sẽ bước vào một cái cuộc chiến rất khó lường với băng tóc đỏ. Quan trọng là có thêm thế lực nào hỗ trợ không, chứ riêng băng của anh ta thì hơi mỏng, được mỗi Kid với Killer, còn lại thì chắc một chiều của Shanks chứ bao nhiêu. Nên đây sẽ là lý do mà Kid rất sợ Shanks tóc đỏ nếu đụng độ. Bạn có cho rằng đường đi của Kid sẽ chảy đầy hổ hồng như chapter 1071 đã thể hiện hay không? Đừng quên bình luận ở dưới video này nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.